chúng ta sẽ tức là hôm trước là tưởng xong rồi, hóa ra là còn hẳn một cái phần nữa của cái chương này. Chúng ta đang ở cái chương chương 3 đúng không? Tức là nói về hàm số, hàm trong trong Python. Tôi nhắc lại một chút nha. Và dần trong phần chương 3 là hàm. Hôm trước chúng ta đã nói về cái khái niệm mà biến nhớ, tác dụng phạm vi biến nhớ ở trong hàm và bên ngoài hàm. Mà chúng ta sẽ là nói thêm một cái phần nó rất quan trọng, mà cái phần này là trong một trong những phần nó khác biệt hoàn toàn so với Pascal và C nhé. Tức là chúng ta học xong cái phần, tôi không nhớ là phần mấy, phần 32 hay 33 gì đấy, tôi không nhớ. Tức là chúng ta về cái phân biệt khái niệm, tức là cái phân biệt cái khái niệm tham số và đối số của hai khái niệm đó nhé. Đối số của hàm, đây thì đây là cái sự khác biệt đây. Đấy, chúng ta chú ý là ở trong Pascal đúng không, và C nhé, thì khi chúng ta định nghĩa một cái hàm, đây là định nghĩa một cái hàm thì như thế này. Ví dụ tôi định nghĩa một cái hàm mà tôi lấy một cái điểm, cái hàm nào đó nhé, một cái hàm nào đó, ví dụ cái hàm mà ok, đó là hàm f phải đi, nó có hai cái biến là ab như này, ví dụ thế nhé. Đây là cái khai báo của hàm. Sau khi đây là khai báo này, một khi gọi hàm, để gọi hàm tôi gọi, tôi gọi là f 1, 2, hoặc tôi có thể gọi f gọi là x y là gặp cái biến nào đó được dạy ở trước đúng không? Rồi, thế thì ở trong Pascal và C thì cái AB này thì nó gọi là tham số của hàm, đúng, vẫn thì cái này nó gọi là tham số. Và người ta định nghĩa như sau này, đối với Pascal tôi nhớ lại nhé, thì cái tham số mà được mô tả ở bên trong cái khai báo của hàm thì cái này người ta gọi là, muốn gọi là gì nhỉ? Cái tham số mà được mô tả khi mà định nghĩa hàm thì người ta gọi là tham số hình thức, đúng không? Tham số hình thức. Còn cái mà tham số mà khi chúng ta gọi hàm trực tiếp ấy, thì người ta gọi cái này là tham số thực sự, tức là các cái người ta gọi cái này là tham số, như là cái đó là đối với Pascal nhé. Mà chúng ta đã quen quen hiểu như này rồi đối với các cái hàm. Còn cái việc mà khi mà gọi tham số thực sự thì nó truyền thông số, truyền dữ liệu vào bên trong hàm, truyền như nào thì tôi sẽ nói, thì lại là vấn đề, làm câu hỏi khác nêu ra để chứng tỏ sự khác biệt rất lớn giữa Python và Pascal và C. Như vậy là trong Pascal và C thì nó chỉ có hai khái niệm, nó chỉ có từ, nó không có từ đối số, nó chỉ có từ tham số thôi. Nhưng mà chúng ta có từ tham số thì anh nói là parameter nhé, yeah. Parameter. Thì đối với Pascal và C thì cái khái niệm parameter thì nó có hai loại. Một loại là tham số hình thức, tức là tham số được mô tả khi chúng ta khai báo hàm. Và hai là tham số thực sự, tức là tham số được hóa giá trị và đưa vào bên trong hàm. Thì người ta gọi là tham số thực sự. Thì đó là đối với Pascal và C. Còn đối với Python thì nó không như vậy. Đây như vậy thôi, qua bên này, đây là Python nhé. Python như sau, thì khi Python như sau, khi chúng ta khai báo một cái hàm làm f chẳng hạn, có hai cái biến là a b, ví dụ như vậy nhé. Rồi, và sau đó chúng ta sẽ gọi, khi chúng ta gọi cái hàm đó, gọi cái hàm f đây, x y này,
hoặc tôi có thể gọi là F1, 2, lên vậy. Được chưa? Thì ở trong bài phần như sau, các cái biến mà được mô tả khi chúng ta khai báo hàm thì người ta gọi là tham, người ta gọi là tham số. Như vậy cái khái niệm mà đối với khai báo hàm thì cái tham số này là giống giống đối với giống giống với Pascal và C, tiếng Anh cũng là parameter, đúng không? Rồi, nhưng mà đối với Python thì nó khác biệt thế này. Khi mà chúng ta gọi hàm và truyền giá trị vào cái hàm số thì những cái giá trị này thì các cái này thì người ta gọi đó là đối số. Như vậy đối với đối số thì anh nó là nó gọi là argument, argument nhé. Như vậy là đối với Python là cái khái niệm là tham số và đối số là nó rất là khác biệt hẳn so với là Pascal. Pascal chỉ có tham số thôi, và tham số khai báo nó gọi là tham số hình thức, còn khi chúng ta gọi hàm trực tiếp thì người ta gọi là tham số thực sự. Ra cái khái niệm của Python của Pascal cũng dễ hiểu. Tham số thực là tham số mà để truyền giá trị vào bên trong và chạy hàm là thực sự cũng dễ hiểu. Tham số hình thức cũng cũng là dễ hiểu. Nhưng mà vì sao Python nó không gọi là tham số thực sự? À, vì có những lý do của nó nhé. Nên là chúng ta sẽ cùng nhau, vì chúng ta sẽ phân tích, chúng ta phân tích sâu hơn khái niệm tham số và khái niệm đối số. Vì sao nó lại phân tích ra hai cái này? Nó lý do của nó rất là hay đấy. Bây giờ nhé, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất này của cái hôm nay này. Phần thứ nhất đi của ngày mai chúng ta là chúng ta phân loại tham số. Phân loại tham số khi khai báo hàm. Như vậy trong ở trong Python ấy thì tham số nó chỉ có khi chúng ta khai báo hàm thôi. Có khi gọi hàm thì người ta không gọi tham số nữa. Khác hẳn với Pascal. Khi gọi hàm thì người ta gọi nó là đối số. Còn khi nó từ định từ tham số là chỉ khi mà ta khai báo. Được rồi. Thì cái tham số mà khi khai báo thì người ta chia làm hai loại như sau. Người ta chia như vậy cái tham số ở trong tham số của hàm, đúng không? Tham số hàm thì người ta chia làm hai loại. Tham số khi định nghĩa mà khi khai báo cái hàm thì người ta chia làm hai loại. Loại thứ nhất thì người ta gọi là tham số bắt buộc. Tham số bắt buộc. Và loại thứ hai là tham số, người ta gọi là tham số mặc định, hay là có thể là tham số không bắt buộc. Không bắt buộc. Được chưa? Thì cái hai cái này là nó khác nhau như thế nào? Để tôi sẽ mô tả luôn nhé. Cái tham số mà bắt buộc là như thế này. Tham số bắt buộc nhé là cái tham số mà khi gọi hàm thì nó bắt buộc phải hiển thị ở trên cái hàm đó, bắt buộc phải truyền giá trị vào, truyền cái dữ liệu vào khi mà chúng ta gọi như là một cái đối số thì tham số nó gọi là bắt buộc. Còn tham số mặc định hay là không bắt buộc là tham số đó nó có thể nó không cần hiển thị khi gọi hàm. Tham số bắt buộc là tham số là nó gì, là tham số là bắt buộc phải phải hiển thị là đối số khi gọi hàng. Còn tham số mặc định thì không bắt buộc hiển thị. Như là một đối số, một đối số khi gọi hàm đấy. Thì hai cái này khác nhau như nào đây?
là đây này, thì khi chúng ta khai báo nhé, khi chúng ta khai báo một cái hàm thì cái tham số mà bắt buộc ấy, tham số trong mô tả như là a này, b này là bắt buộc này, còn không bắt buộc là gì, mặc định là nó ghi như này, như là c bằng một cái như vậy, nó có dấu bằng này, thì cái dấu bằng này này, cái này là cái như vậy ở chỗ này, trong cái ví dụ này như thì a b là các cái tham số bắt buộc, tham số bắt buộc, còn c là tham số mặc định. Là gì, tham số mặc định là tham số mà khi chúng ta khai báo cái hàm đó thì nó được mô tả với cái dấu bằng 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 cái giá trị. Thì như vậy là cái tham số này này, khi chúng ta gọi nó mà không có nó thì nó hiểu thì cái là một thôi. Nhưng mình từ khi tôi viết 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 như này nhá, mình tôi gọi như sau này, đây là khai báo, mình tôi gọi hàm này, gọi hàm này chưa, tôi gọi hàm là f 2 3 4, thì hiểu được a đây chính là a này, đây chính là b này, và đây chính là c, bình như bình thường đúng không nào, mà cái c có thể nó không có. Tôi gọi cái khác đây nhé, tôi gọi thì cái AB là bắt buộc phải có nhé, còn C thì không có. Đây ví dụ tôi biết là tôi gọi bằng hàm khác là F này, X, Y thôi, thì khi đó thì cái này là tôi hiểu là gì, cái hình hiểu đây là A chính là đóng vai trò là X, đây Y là đóng vai trò là B, đây C không có, nhưng mà thực chất là C vẫn có, nhưng mà C bằng này, bằng một, C bằng một đây này, vì đây nó là đây là cái mặc định của nó đây, C vẫn có C bằng một được đưa vào, nhưng mà không mô tả, không hiển thị ra khi chúng ta gọi hàm. Đấy, thì như vậy là tôi thấy rất rõ ràng cái khái niệm tham số là khi nào là nó bắt buộc, khi nào nó là không bắt buộc, được chưa? Đấy, chúng ta cũng mình ra vài cái chúng ta thiện một vài cái ví dụ cho ta hiểu ngay nhé. Đây. F bây giờ tôi định nghĩa bằng cái hàm là a và ab, thì AB bằng một như này. Thì thứ nhất như này thì là gì? Là A là tham số bắt buộc, B là tham số lựa chọn nhé. Thì tôi viết là đây, tôi return return A B. Giờ tôi gọi này, tôi gọi F này, tôi gọi F là như là 12, và ta hiểu thì máy là nó trả về là 10 cộng 2 là 12. Nhưng mà tôi gọi vì tôi biết là F 20. Máy hiểu không? Hiểu. Thì cái 20 này chính là A, còn B nó không có, không không có được gọi B ở đây, cho nên là B nó không có, thì máy tiệm cũng hiểu A vẫn là có B đấy, nhưng mà B bằng 1. Trả lại là 21. Anh các bạn có hiểu không? Hiểu hay nên như đây là vậy A là tham số bắt buộc, B là tham số mặc định. Khi chúng ta gọi cái lệnh là print print A B như này thì mặc định là máy print 1 2 thì máy sẽ in ra 1 2 và sẽ xuống dòng. Nhưng bây giờ tôi viết là print 1 2 xong tôi viết là end bằng như này, thì máy sẽ in ra 1 2 và con trỏ sẽ hiện ở hiện bên phải và không, và không 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 xuống dòng. Thì như vậy là cái n này là cái tham số là mặc định của cái lệnh print. Chúng ta có thể là viết là gì, print này nhé, chúng ta thấy cái lệnh print nó nhiều nhiều lắm. Đây này, print này là nó là nhiều, là value 1, value 2, sau nó cũng có hẳn cái tham số là xét bằng. Đây là gì, đây là cái tham số mô tả cái ký tự nằm giữa các cái biến này này, đấy mặc định là dấu cách này, n bằng là mặc định là cái dấu chéo n là chính là cái tự escape để mô tả là xuống dòng, mặc định xuống dòng, và file bằng sysstdout là cái mặc định là cái cổng ra là cổng ra là cổng ra màn hình. Cái này nữa, có rất nhiều tham số nhé. Thì như vậy là các cái value này là tham số là tham số bắt buộc, còn cái set này là mặc định, cái end là mặc định, cái file là mặc định, flush là cũng là mặc định, đúng không nào? Để cho chúng ta chú ý nhé. Như vậy là một cái hàm khi chúng ta khai báo tham số,
Thì tham số người ta chia làm hai loại là tham số bắt buộc và tham số mặc định. Được chưa? Khi mà tôi viết là đây, khi tôi viết là F và nhưng mà tôi làm đây nhé, bây giờ tôi nhưng mà cái hàng của tôi là hàm F tôi là nó có hai cái biến, hai tham số là A và B. Thì bây giờ tôi viết là A, tôi viết là A bằng 10, B bằng 23. Thì biết này có được không nhá? Thì biết này là BA có được không nhỉ? BA có được không? Biết này có được không? Hoàn toàn được. Hoàn toàn được nhé. Vì mày vẫn hiểu ở đây tôi vẫn là tức là nó truyền giá trị B vào đây. Vào đây. A truyền vào đây. Thì cái B B đây là cái B này là đóng vai trò chính là A ở đây. Đó. Còn cái A đây là đóng vai trò chính là B ở đây. Chứ nó vẫn trả về giá trị là tổng của hai số đó. Như vậy khi lấy gọi khi tôi gọi hàm các đối số thì đối số đó có thể là nó đổi tên ngược lại chẳng chẳng sao mà đấy, đây là chúng ta khai báo là AB, đây là đặt là BA cũng không sao cả nhé, làm hiểu không nhỉ? Vì tôi biết là F B thôi có được không? À, thì bạn hiểu là trả về cho là B cộng với 2, B cộng với 1 đây, thì ở đây là B đây tập vẫn đúng là A, còn cái B đây nó không có, đây nó không có cho nên nó mặc định sẽ là một. Như vậy khi tôi gọi là FB thì máy hiểu gì? Máy tự hiểu là FB1 mà trả về là 24. Đó. Để chúng ta chú ý nhé. Đấy, như vậy là về mà về cái mà khai về cái gọi là gì? Cái phân loại của tham số tức là như vậy. Đang rất rất chú ý nhé. Một chú ý một điều nữa là gì? Chú ý rất rất quan trọng của cái của khai báo này này, của cái chú ý là cái tham số bắt buộc phải đứng trước, phải khai báo trước trước cái tham số mặc định. Nếu chúng ta khai báo như này là sai này, khai báo đây def g a bằng 1 b là máy báo lỗi ngay này. Báo lỗi ngay nhé, đó chúng ta chú ý. Cho nên là bắt buộc là cái a này là cái tham số mà làm mặc định là phải đứng đằng sau tham số mà phải đứng đằng sau tham số bắt buộc rồi. Thì bây giờ đó là về tham số. Bây giờ tôi quay sang cái phần thứ hai là phần này khó nhiều này, là phân loại đối số, phần này là khó nhất luôn này. Cái này là cái đặc biệt của bài thơ phân loại đối số. Phân loại đối số nhé, đối số từ đối số tức là a khi mà tôi nhắc lại là đối số là cái gì? Đối số là khi chúng ta gọi hàm thì cái hàm số nó được truyền vào bên trong cái hàm đó thông qua cái khai báo của tham số, thì người ta gọi cái đó là đối số. Cái đối số là cái rất quan trọng. Thì khi chúng ta gọi đối số thì đối số nó được phân loại như thế nào? Đây thì cái chỗ này là chỗ mà hoàn toàn là không không có ở trong Pascal, hoàn toàn là mới tinh nhé. Rồi, thế thì cái khái niệm là đối số của Python thì người ta được chia làm hai loại sau đây. Người ta chú ý. Một loại nó gọi là đối số vị trí. Người ta chú ý nha. Đối số vị trí. Và loại thứ hai nó gọi là đối số khóa. Cách chúng ta truyền thông tin vào bên trong trường dữ liệu, vào bên trong cái hàm, thì cách truyền có hai loại, gọi là truyền thông qua gọi là đối số vị trí hay là thông qua gọi là đối số khóa. Cái này thì anh nhớ là nó là position argument, còn cái này nó gọi là keyword argument. Cái này là vô cùng quan trọng luôn nhé, chúng ta chú ý vô cùng quan trọng. Đại khái nhé.
Thì thế nào là đối số vị trí, thế nào là đối số khóa, là như thế này. Khi chúng ta gọi hàm ấy thì đây tôi lại quay lại. Lại cái hàm này nhé, cho lại cái hàm này nhé. Tôi làm AB đây. Thì khi gọi hàm thì nó không liên quan lắm đến cái nó không quan trọng là cái tham số đó là bắt buộc hay là mặc định. Nó không 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 quan trọng, mà quan trọng nhất là khi nó gọi thì nó gọi như thế nào thôi nhé. Đây đây thì bây giờ chúng ta gọi 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 hàm này đúng không. Đây f này 12 này phẩy này 8 này như bình thường đúng không nào. Đó. Hoặc tôi có thể viết là x bằng 1, y bằng 2 và tôi gọi là fxy. Đó. Thì cái lời gọi như này thì nó gọi là đều là đối số vị trí. Khi chúng ta gọi bình thường này là đối số vị trí thì ý như sau này, tức là thứ tự của đối số chính là trùng với thứ tự của tham số khi đưa vào, thì người ta gọi đó là tham số, là người ta gọi là đối số vị trí, tức là khi đối số nó truyền vào theo đúng vị trí của mình, được chưa? Họ thì bây giờ chúng ta định nghĩa lại nhé. Thế nào là đối số vị trí? Là đối số được truyền dữ liệu, đúng vị trí của mình, đúng vị trí, thì mặc định là từ khi mà nói chung chúng ta dùng hàng ngày dùng bây giờ là phần lớn chúng ta dùng là vị trí hết. Chúng ta gọi hàm là gọi phần lớn là những cái bài tập dành cho học sinh bình thường, tất cả cái phần bình thường là tất cả việc gọi đối số của tất cả những hàm, tất cả những ví dụ chúng ta học đều là đối số vị trí. Cho nên lưu học sinh chỉ cần hiểu này thôi nhé. Tức là cái việc truyền tăng vật dạy cho sinh là truyền cho truyền đối số vào trong hàm là phải truyền đúng thứ tự. Điều vừa cái hàm đó là nó có ba tham biến một là gì, tham biến hai, tham biến ba, thì cái truyền đối số vào là cũng phải rõ là từng cái vị trí một là phải chính xác. Cái tham số nhất là như này, tham số thứ hai là tham số thứ ba là như này, truyền vào chính xác. Tôi gọi cái hàm f có ba cái x một, x hai, x ba như thế này. Thì đây là cái vị trí thứ nhất, đây là vị trí thứ hai, x ba đây là vị trí ba. Như vậy là việc truyền đối số vào là truyền theo đúng từng theo đúng vị trí, thì người ta gọi đó là position argument, hay là đối số được truyền theo đối số vị trí. Được chưa? Đó, thì nó dễ hiểu, dễ hiểu rồi. Nhưng mà chúng ta sang đối số khóa là cái gì thì nó khó hơn nhiều. Nhân đây, việc tôi có lại quay lại cái này, nhé. Như vậy chúng ta có cái hàm này là có hai cái tham biến là AB, A là tham biến, tức là A, B là tham biến là B. Nhưng mà phân loại sâu hơn thì A là cái tham số bắt buộc, B là tham số mặc định, được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi gọi nhé. Đây, tôi gọi như này F. Tôi viết như thế này. Tôi viết là B. B bằng 10. A bằng 10. Tôi làm lại cho nó hay hơn như thế này. Tôi định nghĩa lại cái F cho nó hay hơn nhé. Để thấy là nó không đối xứng. A này, B nhé. Return A cộng với 2B. Chứ nó không 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 xứng. Rồi. Như vậy là AB đều là cái tham số bình thường. Được chưa? Bây giờ tôi gọi này. Khi tôi gọi là 1, 2 này thì không gì cả. Đây chính là tham số. Đối số này là đối số vị trí. Đúng không? Thì tôi sẽ gọi x bằng 1, y bằng 4 chẳng hạn. X bằng 1, y bằng 4 nha. Thì tôi gọi là xy, thì
X đóng vào trong vai trò là chính là A, Y là B, nên 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 nó trả lại là 1 cộng với 8 là 9. Bây giờ gọi F Y X thì bác cho được là y sẽ là cái tham cái đối số thứ nhất, x là đối số thứ hai, gọi thật đúng vị trí. Như vậy trả lại sẽ là y cộng 2x, như vậy là 4 cộng với 2 là 6, trả lại là 6. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi làm như sau. Đây, bây giờ tôi gọi như này, bây giờ tôi gọi F B bằng 10, A bằng 1. Đó, vì tôi gọi này. Nhưng mà quả thấy như vậy cái lời gọi của nó là có cái dấu bằng giống như là ở trên này. Nhưng mà nó ở trên này có nghĩa là mặc định. Còn ở đây được không? Ở đây có ý nghĩa là gì? Ở đây khi tôi khi viết như này thì người ta hiểu đây đây là cái mình của chữ B đây là gì? Đây chính là đối số khóa gán key cho giá trị. Được chưa? Nhưng mà cái hàm này khi viết này là chuyển giá trị vào là B sẽ được gắn là 10, A được gắn là 1. Và tôi enter. Thế nó là 1 cộng với 2B là... Như vậy ở đây nhé. Mặc dù là B là cái đưa vào đầu tiên nhưng mà là... Cái này là đưa vào là 10 nhưng mà mình viết viết B bằng. Trên máy hiểu cái này chính là B này. Đó. Cái này chính là A này. Được chưa? Thế thì như vậy là gì? Như vậy máy lại hiểu là gì làm như vậy cái việc tham số khóa là gì, cái đối số khóa là gì, là được truyền vào theo đúng khóa mà được khai báo, theo đúng khóa được khai báo. Được chưa? Đấy, chỗ này là cái chỗ này các bạn chú ý nhé. Đây bây giờ tôi định nghĩa lại này. Đó, bây giờ định nghĩa lại cho chúng ta hiểu cái khái niệm là đối số khóa là gì nhé. Bây giờ keyword là cái gì, là khi mà đối số được truyền vào dưới dạng là khóa bằng value thì máy nó sẽ hiểu là nó ăn cái khóa này và nó không cần đúng vị trí nữa, vì nó có thể vị trí nó ở bất kỳ, được chưa? Nó không, nó không cần đúng vị trí nữa. Đấy. Nó rất là thoải mái, có thể thay đổi bất kỳ cái vị trí nào. Nó cần thiết cái khóa là phải chính xác này. Đấy. Phải chính xác. Bây giờ viết là sai nhé. Đây này, bây giờ viết như này là sai này. Bây giờ tôi còn viết là A bằng 10 cũng được, cũng máy vẫn hiểu. B bằng 5 vẫn hiểu nhé, nhưng mà là đúng khóa, đây là khóa A, đây là khóa B, đúng cái đề bài của nó là đây, đúng 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 cái ví dụ đây nhé. Vậy nó sẽ là 10 cộng với 2 là 2, 2 5 là B là 20. Được chưa? Bây giờ tôi biết là sai này, tôi biết là A này, tôi biết là C bằng 20 thì mày sẽ báo lỗi ngay, vì cái C cái khóa C thì không đúng, khóa chúng ta là B cơ, nhưng mà mày nó báo lỗi ngay. Đấy, được chưa? Chỗ này phải là B. Mà B có thể chuyển lên trước cũng được. B bằng 10. Kiểm tra nó ăn tưởng cho là 2 nó ăn được. Sợ nó không ăn nổi. Một khi đã biết là B bằng 10 thì ở đây muốn cho là thì cũng phải là A bằng 20. Như vậy là khi chúng ta truyền gọi là gì? Truyền cái đối số là khóa đó, thì bắt buộc phải viết là tên khóa bằng giá trị, bằng tên khóa là phải hoàn toàn trùng với cái gì, trùng với cái tên của cái tham số đưa vào. Bạn đã hiểu chưa? Thì được khái niệm là đối số khóa chưa? Biết viết đây cho nhân tôi viết thử đây là A bằng 10, 6 nó có ăn không? Thử xem nào. Vẫn không ăn. À, vì sao? Bởi vì là cái nôm na là gì? Cái đối số khóa phải đứng sau là cái đối số vị trí. Khi thứ này thì là cái 6 là đối số vị trí là phải đứng và đứng sau. Mình thử lý nghĩa mấy hàng khác nhé. Đây F này, đây là G này, A này, B này,
ba tham số đi, ba tham số đi, được chưa? Thế nhé, return này, return a này cộng với 2b cộng với 3c, được chưa? Thì cái tôi gọi này, tôi có thể gọi là a là 10 này, 20 này, 2 chẳng hạn như thế này. Còn tôi gọi g này, 2 này, tôi cũng viết là c bằng được, c bằng 20 và b bằng 1. Như vậy là khi gọi vào cái này hiểu đây là a. Cái a này là cái a này là khi gọi vào là cái đối số hay vị trí. Còn c và b được gọi vào là đối số khóa. Khi gọi khi có đối số khóa rồi thì nó không có đúng vị trí nữa. Ở trên này c là vị trí thứ ba, xuống đây là c sang vị trí thứ hai, không sao cả, không ảnh hưởng gì cả. Ở đây nó vẫn là gì? Vẫn là 2 cộng với 2 nhân b cộng với 3 nhân c, 3 nhân 3 nhân c vẫn là bằng là gì? Bằng là 64. Thì chúng ta chú ý nhé. Như vậy là cũng giống như trên thôi, chúng ta chú ý cái điều này, tức là ở trên này là gì? Là cái tham số bắt buộc phải đứng trước tham số mặc định, thì ở đây cái đối số khóa phải đứng sau là đối số vị trí, hay là ngược lại, đối số vị trí, chú ý đối số vị trí, số vị trí phải đứng trước, đứng trước đối số khóa. Đó. Cái này là hoàn toàn mới nhé, hoàn toàn mới so với đấy. Như vậy là đối số vị trí là bắt buộc phải đúng vị trí, đối số khóa thì bắt buộc phải đúng khóa. Và chú ý nhé, như vậy là các bạn là gì, tổng kết lại cho có này, tổng kết lại chúng ta có nhé, là đối số vị trí, đối số vị trí là bắt buộc phải đúng vị trí, định nghĩa nhé, đúng vị trí. Đối số khóa bắt buộc phải đúng khóa, bắt buộc phải đúng khóa, đúng khóa, nhưng không bắt buộc là đúng vị trí, nhưng không bắt buộc đúng vị trí, đúng vị trí. Một ý nữa là gì? Một ý nữa là gì? Là mặc định mà nói thì đối số khi chúng ta gán vào đấy, đối số này thì là có thể là vị trí hoặc khóa, tùy chúng ta quyết định. Vẫn là cái hàm đó, vẫn là cái AB đó, thì cái lần gọi này thì A nó sẽ ta chuyển vào A là đối số vị trí, B là đối số khóa. Nhưng mà lát nữa ta chuyển vào thì B là đối số vị trí, A là đối khóa, tùy chúng ta. Được nhé. Đó. Còn một cái ý nữa thì nghĩ nữa thì là đối số vị trí phải đứng trước đối số khóa, đối số khóa. Bây giờ tôi thử xem máy có hiểu không nhé. Tôi để này xem máy có hiểu không nhé. Tôi thử để như này. Bây giờ G này là 2, 1, 2, xong nó cái thứ 3. Cái thứ 3 là tôi để A bằng, xem máy có hiểu không nhé. Tôi thử. Tôi thử bao giờ. Bất bị lỗi. Khi mà viết này thì máy hiểu cái này sẽ là A này. Cho nên cái này không thể là A được nữa nhé. Đấy, cái này là B này. Đấy, cho nên cái này bắt buộc phải là C. Còn ta muốn cái này là A thì ta sẽ phải đặt lại cái này là mình có thể đặt lại như này, g này có thể đặt là c bằng 1, phải b bằng 2, a bằng 3 thì được. Nhưng mà gắn tất cả là
đôi số là khóa hết, thứ tự của nó là không quan trọng, nhưng vẫn nhưng bắt buộc phải là ABC thì cái máy máy sẽ vẫn hiểu. Được chưa? Đấy, thì đó là cái rồi thế bây giờ tôi sẽ mô tả cái một lần nữa chúng ta mô tả cái cú pháp tổng quát của một cái hàm trong Python nha. Bật chữ này thôi. Cái hàm trong Python nó rất là hay, nó rất là nó rất là mở, cú pháp tổng quát của cái khai báo hàm. Trong Python nhé. Đây thì mà đây tôi có thể mô tả như sau này. Bình thường ấy, khi mà chúng ta mà mô tả cái hàm ấy, thì chúng ta chỉ có đưa vào là một cái là đây là quá tới mười. Thì mỗi biệt chúng ta nhớ lại nhé, chúng ta nhớ lại một chút cái bình thường, nhớ lại bình thường ấy, bình thường cái khai báo như này, bình thường cái khai báo ấy là def của một cái hàm f function nào đó nhé, xong mở ngoặc, xong tham số này p1 p2 pk lại xong hai chấm mô tả cái hàm như này. Thì với cái khai báo bình thường như này này thì các cái tham số đây này là nó là tham số là vừa có thể vị trí vừa có thể khoảng. Đây là các đối số này nhé, các đối số này vừa có thể vị trí, vừa có thể là khóa nhé, mà chúng ta có thể lựa chọn tùy, vừa có thể khóa là đối số khóa. Được chưa? Rồi thì đó là cái quy tắc bình thường. Nhưng mà tôi mô tả cái tổng quát là như sau nhé. Người ta phải cần cho phép cái này rất là hay này. Nhưng mà cái cú pháp tổng quát là như thế này. Cú pháp tổng quát. Tổng quát là như sau nhé. Là khi là như sau, tôi khai báo cái hàm này, xong là con cho nó làm cái hàm, cái tên hàm nhé. F nhé. Mà mở ngoặc này. Rồi này, chúng ta bắt đầu mô tả này. Là P1, P2, PK. Đấy, PK, phẩy. Sau đó có thể có dấu chéo. Đấy, chú ý nhé, có dấu chéo. Xong lại phẩy. Sẽ có tham số là PV1. Xin lỗi. PV2 PVS. Sau đó là phẩy. Sau đó là có dấu sao. Phẩy. Sau đó là KV1 KV2. Giống KVT. Ví dụ nhé. Đây, đây là chính là cái mô tả tổng quát là các cái thang, các cái đối số của cái khai báo hàm, nó có thể chia làm ba cái khoảng. Khoảng này là một khoảng đứng trước cái dấu gạch chéo này, khoảng thứ hai là khoảng sau dấu gạch chéo và đứng trước cái dấu sao, và khoảng thứ ba là khoảng ở ngoài cùng nhé. Thì cũng đối định như sau này, cái khoảng nhất đây này, P1, P2, PK giống như bình thường chúng ta vẫn làm, thì cái này là đây là gì, là khi biết thế này thì cái đối số đây là bắt buộc, chỗ này là bắt buộc vị trí, bắt buộc là đối số vị trí. Đấy. Bắt buộc là đối số vị trí nhé. Còn ở giữa đây là có thể vừa là vị trí, vừa là đối số vị trí,
vừa là gì, vừa làm khóa, vừa là đối số khóa, số khóa đặc biệt của nó nhé. Còn ngoài cùng này là bắt buộc là đối số khóa, bắt buộc là đối số khóa. Chúng ta chú ý nhé. Bình thường ấy mà không có gì cả thì máy hiểu là không có cái này, thì máy hiểu là còn là chỉ có ở giữa thôi, phần giữa này là cái phần mà làm là có thể thành một số là vượt qua. Còn khi chúng ta có dấu chéo để vào đây nữa thì là phải đặt trước dấu chéo đây, thì là chỉ phần này là phần mà bắt buộc phải là vị trí. Khi chúng ta cần đi, chúng ta mô tả cái hàm mà chúng ta không muốn cho nó là cho phép là đối số vị trí, đối số khóa, chúng ta mô tả các tham số của chúng ta có cái chéo đây ở bên cạnh ở cuối cùng của cái hàm đó, của khai báo đó, thì là máy hiểu như vậy. Và đây là cái mô tả rất là tổng quát của một cái hàm bất kỳ, được chưa? Rồi cái phần như vậy là đó, đây là một cái điều rất đặc biệt của Python. Bây giờ thêm một cái nữa, một cái cú pháp và ngoại lệ nữa. Vì tôi là Python nó rất là mạnh, vì có một số ngoại lệ, ngoại lệ khi mô tả hàm. Cái ngoại lệ này là cái rất đặc biệt này. Cái ngoại lệ nhất mà tôi nói một cái thôi. Ngoại lệ này là thằng Python nó cho phép chúng ta là mô tả một cái hàm mà không cần biết trước số lượng các tham số. Hiện hay là rất là mạnh. Mô tả hàm, một tả hàm mà không cần biết trước số lượng, số lượng các cái đối số. Tôi mô tả một cái hàm họ ở đây gọi tôi muốn là có hai số, hai 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 tham số, mà mai kia gọi là có ba tham số, còn làm thế nào? Nên là nó rất là nó không không còn cố định cái số lượng tham số. Tôi làm được không? Đấy, cái này là cái đặc biệt. Làm được, làm Python cho phép. Đây là một cái nó gọi là ngoại lệ của hàm. Thì cứ làm cái này nhé. Cái mô tả của lệ là như thế này. Tôi có thể mô tả một cái hàm mà có thể gọi bao nhiêu số lượng, các cái tham số là tùy ý, không phụ thuộc. Thì cái làm như sau này. Thì cái mô tả là như sau này. Chúng ta sẽ mô tả một cái hàm F. Ở bên trong chúng ta bắt buộc phải mô tả như này. Cái mô tả là như sau nhé. Đây, mô tả dấu như dấu có dấu sao và một cái biến nhớ. Đây, biến nhớ tôi lấy ví dụ như là t chẳng hạn, đây 200. Thì đây là hiểu cái gì, thì khi mô tả như này thì máy hiểu như sau: chúng ta sẽ coi như t, chúng ta sẽ coi như t là một cái đối tượng tuần tự, đối tượng tuần tự, đối tượng tuần tự, được chưa? Và sau đó chúng ta sẽ ví dụ làm cái gì đó thì tôi triển khai nhé, ví dụ tôi triển khai như này, ví dụ tôi lấy tổng của số của t nhé, để tôi có biết là s bằng 0 for x in t. Tôi coi t là một cái đối tượng tuần tự mà, thì viết như này, và tôi viết là s bằng là s cộng x, và tôi return s. Đấy, tôi mô tả cái hàm như này. Thì đối với cái hàm này thì khi tôi viết như này thì máy hiểu à, nhưng mà là không hạn chế cái số lượng tham số. Bây giờ tôi làm thử nghiệm, giả thử một cái này nhé. Đây, tôi làm cái là tổng đi, tổng như này nhé, mà tôi viết là sao à, đi là có thể bất cứ cái gì nhé. À đây, khi viết như này thì làm khi tôi mô tả cái hàm đó thì hiểu như vậy: a là một đối tượng tuần tự bất kỳ, tuần tự bất kỳ, mà tôi viết như sau: s bằng 0 for a in à, lớn đây chính là cái, chúng ta nhớ lại là cái đối tượng tuần tự và đối tượng mà cho phép hỗ trợ cái phần tử for, phần tử in nhé.
S bằng S cộng với A. Mercury return. Return S. Đó. Thì bây giờ cái hàm tổng chúng ta là cái hàm mà cho phép chúng ta quy tổng bất cứ bao nhiêu số cũng được đây. Tổng nhé. Tổng của 1, 2 được không? Được. Nó sẽ là 3. Bây giờ tổng 1, 2, 3, 4 nó sẽ là 10. Thế không nào? Nhưng mà là vẫn là cái hàm đó. Nhưng mà chúng ta có thể gọi là cái số lượng là đối số có thể là bất kỳ 2, 3, 4. Bất kỳ. Tất nhiên nó phải thỏa mãn như vậy là nó đúng, chúng ta phải tính cái tổng của nó. Nhưng mà là nó làm cái số này là gọi là số thật, chứ đây là nó hiện ra đây là một cái mà không phải là số thì nó sẽ báo lỗi. Được chưa? Như vậy là cái, như vậy ở trong Python cho phép chúng ta là khai báo những cái hàm rất là mở như này, nhiều lắm ở trong Python rất nhiều những cái hàm như này. Chúng ta sẽ nhận thấy cái đặc biệt của Python nó cũng rất đặc biệt luôn. Đó, như vậy là chúng ta vừa mới thêm được một cái phần quan trọng nữa. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ sang một cái phần là quan trọng cuối cùng mà hôm nay tôi muốn nói với các bạn là liên quan đến hàm. Đến buổi hôm sau chúng ta sẽ sang phần quan trọng nữa, nhưng hôm nay là có cái buổi này. Tức là tôi muốn nói về chúng ta hiểu cái cách truyền tham số, truyền và truyền dữ liệu vào đối số của hàm như thế nào. Để chúng ta sẽ sang cái phần tiếp theo nhé. Phần tiếp theo là phần tôi ghi hiệu là phần nhớ là phần ba mấy đấy. Vậy là 35 thì là phần 36 đi nhé. Okay. Truyền tham số hay truyền dữ liệu vào đối số của hàm nhé. Trong Python. Đây là cái phần mà là khác biệt hoàn toàn so với Pascal và C. Đây là điều mà rất nhiều người cũng rất rất nhiều người là nhầm lẫn chỗ này. Để ta quen với Pascal rồi rất là khó. Để chúng ta nhớ lại này, cách truyền tham số ở trong Pascal và C thì cái truyền dữ liệu đúng không? Ở trong Python nó trong Pascal nó dùng từ là truyền tham số. Thật ra cái từ đó cũng không hợp lắm với Python. Trong Python phải dùng là từ truyền đối số, mà thực tập tôi đã dùng từ là truyền dữ liệu qua tham số nhé. Qua tham số của hàm. Yeah. Thì các bạn biết giờ là ở trong Pascal thì nó có hai loại truyền. Nó có hai loại, đúng không? Chúng ta thấy rõ như vậy. Một loại nó gọi là truyền tham trị, đúng không? Nó gọi là tham trị. Một loại là nó gọi là gì, nó gọi là truyền tham gì ấy nhỉ, tham biến à, hai là tham biến, tức là gì, truyền tham trị là gì, là chúng ta hiểu khi chúng ta gọi một cái hàm, ví dụ cái hàm g đây, gọi một giá trị là a, ví dụ trên ở phía trên tôi gắn là a bằng 10 rồi đây này, gắn a vào đây. Thì khi làm xong, khi thoát ra thì a nó vẫn bằng 10. Nên nó truyền giá trị vào thôi. Còn là bản thân cái biến đó nó không ảnh hưởng gì cả. Thì người ta gọi đó là truyền, nó gọi là tham trị, truyền giá trị của tham số. Còn cách thứ hai, giả sử đây a bằng 10, mà tôi gọi cái hàm ga ở đây, mà trong này tôi cũng có cái lệnh là a bằng a cộng 1 ở đây. Thì khi thoát ra thì a nó sẽ bằng 11. Tức là cách truyền tham số, truyền cái biến qua tham số thì tham số đó nó như là một cái biến nhớ nhé, và khi thoát ra nó vẫn thay đổi thì nó gọi là truyền tham biến. Thì đây là cái cách chúng ta vẫn rất hiểu từ xưa nay ở trong Pascal và C. Cách truyền tham trị chúng ta chỉ truyền dữ liệu vào, còn cách truyền tham biến chúng ta phải khai báo bằng từ khóa va, đúng không? Còn đối với C chúng ta khai báo là một cái con trỏ, một cái địa chỉ của tham biến đó là truyền địa chỉ vào, và khi thoát ra là nó vẫn
không hưởng gì cả, vẫn ảnh hưởng đến cái khi chúng ta phát ra đó. Thì đó là cái đây là ở trong cái ở trong đây trong C và Pascal nhé. Thì câu hỏi đặt ra là ở trong Python thì như thế nào, thì cái nó khái niệm là tham trị và tham biến không? Câu hỏi đặt ra nhé. Câu hỏi đặt ra là trong trong Python thì cái việc truyền giá trị, truyền dữ liệu thông qua đối số vào hàm sẽ như thế nào? Là chỗ mà rất nhiều mà tôi từng xem các tài liệu trên mạng ấy, nên cả bọn Tây nó viết cũng bị nhầm lẫn như này. Cái chỗ này thì nó viết là thế nên mà cái chỗ này thì họ viết là cái thăm truyền 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 dữ liệu vào trong hàm Python nó giống như là truyền tham trị. Ở chỗ khác lại viết là truyền dữ liệu trong Python giống như truyền tham biến. Đấy, thì câu hỏi nhiều người cũng nhầm lẫn, thì câu trả lời chính thức là như thế này nhé. Câu trả lời như này là cách truyền dữ liệu trong Python chẳng là gì cả, chẳng là tham trị, chẳng là tham biến nhé. Câu trả lời là như sau này, chúng ta chú ý nhé. Trả lời là cách truyền truyền dữ liệu qua đối số của hàm đấy, qua đối số của hàm trong Python không là gì cả, khác hoàn toàn so với Pascal. C. Cho nên nó vì nó khác thì nó không là tham trị, nó không là tham biến, và nó truyền là khác hẳn. Thì chúng ta cùng nhau chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút cái việc truyền này nhá. Cách truyền là như này này. Khi mà chúng ta mà đây tôi khai báo một cái hàm f và tôi truyền vào đây một giá trị x, thì khi máy máy nó khi máy thì máy nó sẽ làm như thế nào? Chúng ta nhớ là x thì nó là một cái object nhé, không 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 phải là một cái giá trị. Chúng ta chú ý lại cái tổng ở trong Python mọi thứ đều là đúng là dữ liệu là object cả. X thì nó có thể là một cái số, có thể là một object là số, có thể là một cái string, nó có thể là một cái list, nó có thể là một cái tập hợp, nó có thể là một cái tuple hay là một cái từ điển, có thể là thì cách làm như sau này. Object nhé, thì như sau này. Thì khi mà truyền vào thì máy 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 hiểu như sau, máy sẽ làm như sau này. Đây là cách làm của Python này. Máy sẽ tạo ra một cái biến nhớ gọi là x. Đây là biến nhớ local của f, và nó sẽ được trỏ vào chính cái đối tượng obj của x khi được truyền vào. Khi mà ta truyền vào là truyền qua x nhé. Đó. Thì như vậy như sau này, khi mà như vậy là x sẽ được hiểu như là một cái biến nhớ địa phương ở trong hàm f. Đó. Thế bây giờ cái này thì là như thế nào? Thế thì cái với cái chuyện này thì là máy hiểu như thế nào? Đây nhá. Đây, thì tôi giả sử nhé, đây là tôi khai báo một cái hàm x. Đây, tôi khai báo một cái hàm như này nhé. Bây giờ giả sử tôi lấy x bằng 10. Như là y bằng 20. Xong tôi gọi hàm. Gọi làm fx. Trong khi chạy hàm x thì tôi không biết ra khỏi hàm. Khi ra khỏi hàm, ra ra ra, ra khỏi hàm tôi có x thì bằng bao nhiêu, tôi có x bằng bao nhiêu, tôi sẽ kiểm tra bây giờ nhé. Đây. Chúng ta nhớ lại nhé. Ở trong cái này thì x nó hiểu là một cái gì? Nó hiểu là một cái ở trong hàm x, trong hàm f x nó hiểu là một cái x là một cái biến nhớ, là một cái biến địa phương ở trong f
cho nên nó không, vì vậy cho nên nó không ảnh hưởng đến xì ở ngoài này, thì biến này sẽ không ảnh hưởng, không ảnh hưởng đến xì ở bên ngoài. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Rồi, thì bây giờ chúng ta dựa trên, chúng ta sẽ như vậy ở đây là khi gọi là ra không nhiều như vậy thì nó sẽ làm nó tương với ở bên Pascal thì nó là truyền thăng biến hay là thăng trị. Đấy, nhưng mà như vậy là vẫn chưa, cho đây là vẫn chưa hề trả lời câu hỏi đó nhé. Chúng ta vẫn để câu hỏi mở ở đây nhé. Vì chúng ta phải làm có ví dụ chúng ta sẽ hiểu. Đây, bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn xem nhé. Đây, bây giờ tôi đặt thêm cái hàm làm hàm F mới nhé. Còn bên nhớ là x gì? Kiểu là n này. Ở bên trong tôi cho n tăng lên là một đơn vị nhé. Sau tôi return n. Đấy. Như vậy khi tôi gọi f 3 thì nó trả lời, nó trả lời là 4 này nhé. Rồi thì bây giờ tôi đặt này, tôi đặt là n bằng 10 nhé. Xong tôi gọi f n, nó trả lại bình 1. Bây giờ tôi gọi n ở đây thì n nó vẫn là 10. Đấy, thì vì sao như vậy nhé? Vì khi mà tôi gọi là thì máy hiểu là gì, khi mà nó gọi hàm fn ở đây này thì máy sẽ tạo ra một cái biến nhớ địa phương là n ở bên trong là hàm f này. Khi tôi gạt biến nhớ địa phương đầu vào của nó lại là sẵn là n bằng 10 rồi, khi tôi gắn cái này vào thì n sẽ tăng lên là 11. Nhưng cái biến nhớ này là biến địa phương, nó không ảnh hưởng gì đến cái biến nhớ bên ngoài này cả. Biến nhớ bên ngoài này, biến nhớ bên ngoài này. Thì khi gọi xong, gọi xong thì gọi lại n nó vẫn là 10. Nhưng mà trường hợp này này, trường hợp này thì cái việc mà chuyển biến và chuyển giá trị và cái hàm f thì tương đương với là chuyển thăng trị. Được chưa? Nhưng mà trường hợp này này là tương đương với là thăng trị. Đó. Được rồi. Thế bây giờ tôi làm ví dụ 2 như sau nhé. Thì các bạn thấy là ví dụ 2 này nó lại như là thăng biến. Đây. Anh em bây giờ tôi gọi một cái hàm f ff đi. Tôi kiểu là a của tôi là một cái em, a của tôi là một cái em, là một cái em, là một cái dãy, một cái list nhé. Thì tôi viết là a trong này, tôi a này pen a, tôi return a, được chưa? Đấy, cái hàng hàng tôi làm nó chỉ gọi nó cho cái a này nó nạp thêm một cái dữ liệu nữa nhé. Bây giờ tôi đặt tự cho a này bằng này 1 này, 2 này, 3 này. Được chưa? Bây giờ tôi gọi f a f f a, xin lỗi, f f a nhé. Đấy, bây giờ tôi gọi a này. Đấy. Như vậy là a cũng thay đổi nhé. A thay đổi. Được chưa? Như vậy là cái ở bên ngoài trước khi gọi vào thì a là 1 2 3, nhưng khi gọi xong hàm f rồi thì nó trả lại là gì, thì nó sẽ a nó thay đổi. Thế con nào, như vậy là trường hợp này thì a lại thay đổi khi mà ta gọi cái hàm f. Vì sao lại như vậy? Là vì như này đây nhé, là vì như này thôi này. Ở trong cái hàm ff này, mặc dù a nó là cái biến địa phương, nhưng mà tôi không thực hiện cái lệnh mà để thay đổi cái biến a thành một cái đối tượng khác, mà tôi chỉ bổ sung cái số 2 và biến a thôi. Như vậy là cái đối tượng a là không thay đổi, đối tượng a là vẫn không thay đổi. Nhưng vì khi tôi làm việc với cái đối tượng này thì khi thoát đối tượng a không thay đổi, mặc dù là a thay đổi giá trị, được chưa? Như vậy là khi thoát ra a nó vẫn thay đổi giá trị. Vậy khi thoát ra này, cái a này này và cái a trước đây này nó là 1. A này là 1, vẫn là một đối tượng nhé, vẫn là một object. Nhưng khác nhau là nó thay đổi giá trị. Bởi vì sao? Bởi vì kiểu list này là kiểu là gì, là khả biến. Chúng ta nhắc lại là khả biến. Đó, chỗ này là chỗ rất là khó, giải thích với các bạn đấy, hơi khó một tí nhé. Nhắc lại này, ở đây nhé, vì sao a này thay đổi, vì này, vì
Cái lệnh này là lệnh là sẽ tác động vào cái không là thay đổi cái không thay đổi cái không thay đổi cái đối tượng A, nhưng mà thay đổi cái giá trị của đối tượng A. Vì A là kiểu dữ liệu là list, nó là kiểu là khải biến, cho nên là A là được quyền thay đổi dữ liệu nhé. Đó, cho nên trong trường hợp này thì A sẽ thay đổi giá trị khi chúng ta thoát ra, mặc dù A là không thay đổi về 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 đối tượng nhé. Bây giờ tôi làm thêm ví dụ khác, các bạn sẽ thấy là nó giống như đây này, G này, A này, viết là A bằng A cộng 1 nhé, return A. Được chưa? Bị từ ăn A này, 1 này, 2, 3. Đúng rồi nhé, gọi G này, GA này. Gọi A này, vẫn là 1, 2, 3. Ở trên chúng ta gọi thì là A thay đổi, nhưng A là 1, 2, 3, sau gọi xong thay đổi thành 1, 1, 2, 3, 2. Nhưng mà ở đây là không thay đổi, vì sao như vậy? Bởi vì như thế này, đây. Ở đây nhé, khi mà chúng ta gọi hàm G này, thì máy tính sẽ tạo ra một cái biến nhớ mới là A và gắn vào cái đối tượng là chỉ là cái đối tượng này. Đây này, gọi gọi A nhé, chỉ đối tượng này. Thì cái lệnh này này, cái lệnh A cộng mà A cộng 1 này là lệnh làm việc trên đối tượng A này này, lệnh nó tạo ra một đối tượng A mới. Không 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 phải cái A cũ nữa. Vì là cái lệnh cộng hai cái lệnh cộng hai cái dãy, nó sẽ tạo ra một đối tượng dãy mới và cái A được gắn vào khi mà trả lại giá trị, vì A là cái đối tượng, A là biến nhớ địa phương, không chỗ không ảnh hưởng tới cái biến biến A ở bên ngoài, khi thoát ra A nó không 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 thay đổi. Đó, như vậy là trong trường hợp này đối với A là dữ liệu là khải biến, thì cách câu trả lời như sau. Cái câu trả lời là có khi nó lại giống, có lúc thì nó lại truyền dữ liệu giống như là tham biến, nhưng có lúc là truyền dữ liệu giống tham trị. Nôm na lại thì nôm na là gì, là cách truyền dữ liệu qua đối số của hàm của Python hoàn toàn khác với Pascal và C, không thể so sánh được. Kết luận lại là như vậy nhé. Rồi bây giờ chúng ta kết luận lại này, trở lại như sau này. Đây để chúng ta câu trả lời của chúng ta là như sau nhé. Khi truyền tham số này, khi truyền dữ liệu qua tham số, qua đối số đúng không rồi, tham số của hàm thì như sau, một, nếu nếu mà dữ liệu là bất biến, là kiểu bất biến nhé. Chưa chưa tôi học học rồi, biến là gì, là biến, ví dụ như nó là số nguyên này, nó là số thực này, nó là float này, nó là string này, nó là mà là tuple này, thì việc truyền dữ liệu, thì cái việc truyền truyền dữ liệu sẽ là giống tham trị, giống tham trị. Vậy nếu mà chúng ta cái hàng chúng ta mà cái các cái tham số của nó mà là nó là kiểu 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 số thực, kiểu số nguyên, kiểu string, kiểu tuple, thì cái việc truyền dữ liệu là hoàn toàn giống tham trị, tức là khi truyền vào thì vô tư, nhưng mà khi mà thoát ra là không thay đổi, so với cũng không thay đổi. Được chưa? Mà nếu dữ liệu là khải biến thì khác. Đây, nếu dữ liệu là khải biến thì khác. Nếu dữ liệu là khả biến thì việc truyền truyền dữ liệu sẽ không giống tham trị và tham biến, khác hẳn, sẽ không giống tham trị và tham biến, tham trị và tham biến của Pascal, khác hẳn luôn.
chúng ta phải nhớ chỗ này. Biên của Pascal. Pascal C. Các bạn luôn nhé. Còn khi nào thì nó thay đổi, khi nào nó không thì chúng ta có thể hiểu thêm một chút nữa vào đây. Đây. Chúng ta có thể ghi là 21 đây nhé. 21 này. Thôi, cái này tôi không nói nữa. Cái này nó nói ra thì các bạn sẽ quá khó hiểu. Nên tôi sẽ không mô tả thêm vào đây nữa nhé. Cái này là cái mà nó, cái này là cái rất là khó hiểu luôn nhé. Tức là gì? Đây tôi xin nói thêm một chút này để chúng ta hiểu thêm nhé. Đây, chúng ta có một cái kiểu dữ liệu. 1, 2, 3 này. Chúng ta gọi cái hàm G là A đây. Gọi xong thoát ra. Thế câu hỏi là gì? Hỏi là khi nào thì cái A nó thay đổi? Khi nào thì không? Câu trả lời như sau này. Câu trả lời như sau nhé. Là A sẽ thay đổi nếu như sau. Nếu mà một là ở trong trong G không không tạo đối tượng A mới. Thế tạo là thì là thế tạo đối tượng A mới thì là thì theo nguyên tắc của cái việc là nó là biến biến địa phương thì nó không hiểu gì bên ngoài. Khi chúng ta gọi cái hàm G như này thì máy hiểu A là một cái biến nhớ địa phương ở bên trong cái hàm G. Còn cái A này là biến tổng thể, trước tôi nói rồi. Tổng thể, cái biến này là biến địa phương. Được chưa? Thì nếu mà chúng ta tác động vào biến A là thành đối tượng mới ấy, thì nó sẽ không ảnh hưởng đến cái bên ngoài, nhưng mà A không thay đổi. Đấy, A sẽ thay đổi nếu mà trong G không tạo ra đối tượng A mới và là có tác động. Em ơi thầy, A đấy phải là danh sách đúng không ạ? A phải là kiểu dữ liệu là khả biến, là danh sách hoặc là tập hợp hoặc là từ điển. Trong Python có 3 loại đối tượng là khả biến thôi, là đối tượng danh sách là một này, list là một này, hai là tập hợp, ba là từ điển. Thì nó rất là phức tạp. Rất phức tạp. Thì có tác động làm thay đổi giá trị của A. Thay đổi giá trị của thì nó bị ảnh hưởng. Đó. Cái này là cái chỗ này là chỗ theo tôi là một trong chỗ mà sâu sắc nhất, khác biệt lớn nhất giữa Python và Pascal và rất ít người có thể thẩm thấu được chỗ này. Là chỗ này là chỗ rất là khó luôn. Nha. Chúng ta phải hiểu rất là sâu sắc cái mô hình dữ liệu, mô hình đối tượng của Python. Thì đến sang buổi sau tôi sẽ nói về cái cách quản lý biến nhớ để cho nó càng hiểu nữa. Còn hôm nay tạm thời như vậy nhé. Tức là nó là gì? Nó là gì? Khi chúng ta bên ngoài là một cái biến A thì bên ngoài nó là biến tổng thể. Khi chúng ta đưa vào trong một cái hàm thì biến đó trở thành biến địa phương, được chưa? Trở thành biến địa phương. Thì nếu ở trong này chúng ta làm cái lệnh thay đổi giá trị của đối tượng A thì không hiểu, thì nó không hiểu bên ngoài luôn. Ví dụ đặt A cộng gì đó thì nó sẽ, thì cái đó thì khi thoát ra ngoài thì nó sẽ không ảnh hưởng gì bên ngoài. Nhưng nếu chúng ta đặt lệnh như thế này, ví dụ như là A chấm append chẳng hạn, chúng ta nhớ là cái lệnh append là cái lệnh mà không thay đổi A mà thay đổi giá trị của A. Chúng ta nhớ lời mà nếu như chúng ta phải nhớ nhé. Ví dụ A là đối tượng list nhé. Đối tượng list
Thì chúng ta phải nhớ là cái thao tác nào thì làm thay đổi đối tượng A, thao tác nào thì không, này. Thao tác nào thì thay đổi cái đối tượng đây này, không thay đổi đối tượng nhé, không thay đổi A, không thay đổi đối tượng A. Mà chỉ gì, mà chỉ thay đổi giá trị thôi, thay đổi giá trị của A thôi. Thế thì như lệnh này này là khi tác động vào A bên trong thì bên ngoài nó cũng ảnh hưởng luôn. Đây là cái lệnh, nó là lệnh này, lệnh là A này, pen này, x này, hay là A này, insert này, insert thì x nào đó này là a không thay đổi nhé, a không thay đổi đối tượng nhưng mà thay đổi mặt giá trị, hay là cái lệnh remove chẳng hạn, remove một x nào đó của a này, hay là cái lệnh là clear chẳng hạn, xóa toàn bộ a được chưa, thì a không thay đổi. Còn cái lệnh là thay đổi như sau này. Đây, thay đổi nhé. Các lệnh là thay đổi. Các lệnh thay đổi A. Ví dụ như là cái lệnh, tôi biết lệnh A này bằng A copy. Thay đổi. Hay là A bằng với A cộng một cái đối tượng nào đó. Cộng B chẳng hạn. Đây hai lệnh này lệnh thay đổi. Còn lệnh này là không thay đổi. Lệnh trên này là không thay đổi. Là A sort là không thay đổi nhé. Lệnh copy là thay đổi. Đây chúng ta cho các bạn xem này. Đây nhé. A này, A của tôi A này bằng này. A bằng 1 2 3 này. Được chưa? Đây nhé, khi tôi viết được B bằng A, tức là khi tôi gán B bằng A thì A, B được cùng chỉ vào cái bến A, cho nên là B, I, Z, A nó là 1 này, là 1 nhé. Bây giờ tôi thay đổi này. A này tôi thay đổi A bằng A, pen này. Pen là 10 này. Đấy, thì B nó vẫn là bằng. Như vậy là A là nó vẫn là cũ, cái A nó không thay đổi, A nó vẫn là cái đó. Bây giờ A này tôi clear này thì B nó vẫn là A, A nó không thay đổi, được chưa? Nhưng nếu tôi viết là A bằng A cộng với 1, lập tức là B khác hẳn này, B với A là khác nhé. Buổi sau thì nó kia cái này nhé. Đấy, như vậy là cái lệnh A này, cái lệnh A copy này, ví dụ là tôi viết là C bằng A copy như này, tạo một bản bản sao thì C là nó khác A, C nó khác A, C nó khác A, tạo ra một cái đối tượng mới. Đấy. Như vậy phép cộng này, phép copy này này là còn các lệnh khác là lệnh cộng, cái lệnh như lệnh clear này, lệnh open này, lệnh xóa vân thì đều là cái lệnh mà nó không làm thay đổi đối tượng A. Chúng ta nhớ lại là ở trong Python thì cái khái niệm là đối tượng là nó rất là khác. Thì chúng ta nhớ lại là có một cái đối tượng, một cái object thì nó có rất nhiều thuộc tính, một thuộc tính của nó là kiểu này, đúng không? Một thuộc tính của nó là value này, và tính nữa là nó thuộc loại là khả biến hay là bất biến, là khả biến là mutable, tính lại mutable, còn bất biến đó là unmutable. Thì ở trong Python chỉ có 3 loại đối tượng là khả biến thôi, khả biến này chỉ có 3 loại thôi, là list, từ điển và tập hợp, chỉ có 3 loại thôi, là list,
là một set tập hợp, và cái thứ ba là dict. Diction là gì? Có ba loại này này là khái biến, còn lại tất cả đều là bất biến hết nhé. Đó, nhưng mà chúng tôi vừa mới nói với các bạn về cái này, cái phần này là phần theo tôi là phần sâu 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 sắc nhất của Python đấy, khác biệt liên quan đến hàm. Thôi nhé, hôm nay ta phải nói như vậy, hôm nay là cái buổi nó rất thuần túy, các bạn này chú ý nhé. Thì tôi dự kiến là buổi sau sẽ nói xa mà cái phần mà cũng rất quan trọng luôn, mà cực rất là sâu là cách quản lý biến nhớ, quản lý biến ở trong Python. Thì chúng ta sẽ hiểu nữa, và khi mà chúng ta hiểu sâu rồi chúng ta thấy là cái là hiện nay cái, theo tôi biết là hiện nay các sách giáo khoa mới là giáo khoa 10 ấy, là nhiều cái nhiều nhiều cái định nghĩa, nhiều khái niệm làm theo tôi biết là không chính xác, vì vẫn là viết theo cái mô hình của Pascal, nó không đúng với Python. Nhiều cái là nhiều cái định nghĩa, nhiều khái niệm là chưa thật hoàn toàn chính xác hoàn toàn. Mà chúng ta nghỉ đây thôi nhé, vì phần sau rồi nó nặng quá, tăng tăng sau nhá. Thầy thầy có thể up cái video buổi sáu của thuật toán này được không? Sao cơ? Gì cơ? Thầy có thể up cái video của buổi sáu học thuật toán tuần trước được không ạ? Tại vì trên trang chưa. Mà hôm trước cái gì? Hôm trước là mình quên, tôi quên, tôi không bấm nút ghi. Để mà là mất cái video của buổi. Hôm trước các bạn không có nhắc tôi, quên nó không có ghi. Hôm nay cái buổi đây thì có ghi rồi thì nhớ. Vâng, em hiểu thầy ạ. Nghỉ ở đây nhé. Em hiểu thầy. Buổi sau là buổi rất quan trọng. Buổi sau là buổi nói về cái cách quản lý biến nhớ rất quan trọng nhé.